Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hồi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ Người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong niềm vui chúng ta bắt đầu cử hành thánh lễ này, và trong một thông tông huấn ban hành vào đầu năm nay, Đức Thánh Cha Francisco viết như sau: anh chị em hãy vui mừng hớn hở. Đó là lời Chúa Giêsu nhắn nhủ những người bị bách hại và bị sỉ nhục vì Người. Chúa yêu cầu chúng ta đủ thứ, và Người đáp lại bằng việc trao ban cho chúng ta sự sống đích thực, tức là hạnh phúc mà chúng ta được dựng nên để lãnh nhận. Lời nhắn nhủ đó ra như có một âm vang đặc biệt đối với giáo hội Việt Nam chúng ta, bởi vì năm nay cũng là năm mà chúng ta kỷ niệm 30 năm ngày 117 anh hùng tử đạo được phong hiển thánh. Và hơn nữa, chỉ cách đây ít lâu thôi, tòa thánh đã đưa vào danh sách các đấng đáng kính hơn 2.000 anh hùng tử đạo của Việt Nam chúng ta. Đó là một niềm vui đặc biệt, bởi vì máu các thánh tử đạo chính là hạt giống đang nảy sinh ơn gọi linh mục, ơn gọi tu trì, cũng như ơn gọi Kitô hữu trên một đất nước chúng ta. Đối với gia đình Đa Minh, niềm vui này được nhân lên qua nghi thức trao ban thừa tác vụ linh mục cho 10 anh em. Bởi vì chúng ta đang ở trên mảnh đất mà trước đây là đền thờ các thánh tử đạo Hải Dương. Và hơn nữa, trong 117 thánh tử đạo thì dòng Đa Minh đã đóng góp 38 vị. Và trong 2.500 vị được đưa vào danh sách các vị đáng kính thì dòng cũng chiếm một nửa. Chính vì vậy, đúng là niềm vui mừng và hớn hở. Đó là lời Chúa nhắn nhủ những người bị bách hại và sỉ nhục vì Người. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, lịch sử đã sang trang, và hôm nay niềm vui đó càng bộc lộ rõ hơn khi chúng ta đang ở vào giai đoạn chợ chiều của các ý thức hệ đã gây ra những cuộc bách hại đó. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các phó tế này là thành viên của dòng Đa Minh, nhưng đồng thời cũng là thành viên của cộng đoàn dân chủ, là con cháu, là thân nhân, là bằng hữu của quý ông bà, anh chị em. Họ được Đức Kitô tuyển chọn để tiếp nối sứ vụ của Người, hầu phục vụ tích cực hơn cộng đoàn dân chủ. Họ được sinh ra giữa cộng đoàn dân chúa, được nuôi dưỡng bởi cộng đoàn dân chúa, bởi gia đình, bởi quê hương. Và hôm nay Chúa tuyển chọn họ để tiếp tục sứ vụ của Ngài, phục vụ chính cộng đoàn dân chúa đó.
Theo Công đồng Vatican II, qua bí tích rửa tội, toàn thể dân Chúa đều được tham dự vào chức tư tế vương giả của Đức Kitô. Tuy nhiên, cũng chính Đức Kitô đã chọn thêm một số thành viên giữa lòng cộng đoàn dân Chúa để nhân danh Ngài chính thức thi hành nhiệm vụ tư tế trong hội thánh thay cho nhân loại và để phục vụ cộng đoàn dân Chúa một cách hữu hiệu hơn. Khi lãnh nhận chức tư tế thừa tác, các linh mục, các tân linh mục sẽ được trao ban một năng quyền bí tích. Tuy nhiên, Đức Kitô không bao giờ đồng hóa năng quyền bí tích ấy với quyền bính trần thế. Bởi vì theo Tin Mừng, năng quyền bí tích là để phục vụ nhu cầu tôn giáo của dân Thiên Chúa, chứ không phải để thống trị họ. Trái lại, Đức Giêsu còn mời gọi ai muốn phục vụ, muốn theo Ngài sát hơn phải phục vụ và làm tôi tớ người khác. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã cặn kẽ giải thích chức tư tế thừa tác là phương tiện Chúa Giêsu dùng để phục vụ dân Ngài. Nhưng phẩm giá cao cả của chúng ta bắt nguồn nơi phép rửa tội và mọi người có thể lãnh nhận được. Trong giáo hội, các chức vụ không đặt một số người lên địa vị cao hơn những người khác. Điểm cốt lõi của chức vụ trong giáo hội không phải là quyền lực hiểu như nghĩa thống trị, nhưng là năng quyền để cử hành bí tích. Đây là nguồn gốc quyền bính của chức linh mục, luôn luôn là nhiệm vụ phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Và chính bởi cộng đoàn dân Chúa, do cộng đoàn dân Chúa, vì cộng đoàn dân Chúa mà Chúa đã thiết lập tác vụ linh mục. Cũng chính ý nghĩa đó mà một thần học gia dòng Đa Minh đã đưa ra một giả thuyết là nếu không còn cộng đồng dân Chúa nữa thì có cần linh mục không? Và nếu khi còn cộng đồng dân Chúa mà không còn linh mục thừa tác được phong chức thì cộng đoàn có thể bầu lên một người nào đó để thay thế linh mục không? Kính thưa cộng đoàn, Đức Kitô đã được Thánh Thần sức dầu và sai đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, đặc biệt cho những người nghèo khổ, bệnh tật, những người bị loại trừ, bị bỏ rơi, bị bách hại. Và chính Đức Kitô lại sai các môn đệ đi khắp thế gian để làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Ngài. Hôm nay Đức Kitô tiếp tục sứ vụ đó, tiếp tục ơn gọi đó, tiếp tục hành trình đó, đã gọi thêm 10 ứng sinh vào thừa tác vụ linh mục. Và qua nghi thức trao ban tác vụ linh mục hôm nay, chính Thánh Thần sẽ sức dầu và sai các con đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Với tư cách là tu sĩ Đa Minh, các con cần noi gương Thánh Tổ Phụ để cố gắng trở nên con người tin mừng, nghĩa là luôn suy tư, phán đoán, hành động và định hướng đời mình theo tiêu chuẩn của tin mừng. Không những phải đem tin mừng đến những vùng đất chưa có dấu chân các vị truyền giáo, vùng đất xa xôi, vùng đất bị xóa trắng tôn giáo, mà còn phải đem tin mừng đến các lãnh vực ở gần bên ta, chung quanh ta, như lãnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế, chính trị. Chúng ở bên cạnh chúng ta, chúng sát cạnh chúng ta, nhưng có lẽ còn thiếu ánh sáng tin mừng được chiếu soi một cách đặc biệt trong các lãnh vực đó. Với tư cách là tu sĩ Đa Minh, các con được mời gọi để đem ánh sáng tin mừng đến những lãnh vực đó,
Và chính cũng vì vậy mà Thánh Đa Minh đã thiết lập dòng giảng thuyết. Các con thân mến, khi suy gẫm luật Chúa, các con hãy chú tâm điều các con đọc, dạy điều các con tin và thực hành điều các con dạy. Các con phải luôn luôn ngắm nhìn gương sáng của vị mục tử nhân lành, người đến không để được phục vụ nhưng để phục vụ, người đến để tìm kiếm và cứu rỗi những kẻ hư mất. Chính vì vậy, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta siêng năng phục vụ cộng đoàn dân Chúa, nhất là qua bí tích hòa giải. Bởi vì qua đó chúng ta hòa giải người anh em tội lỗi của chúng ta, người anh em lạc đường của chúng ta với Thiên Chúa, với chính bản thân họ, với cộng đoàn và với giáo hội. Ước mong sao trước nỗi đau nỗi khổ của anh chị em nhân loại, các con luôn luôn có cùng một thái độ, một tâm tình, một sự quan tâm của Đức Kitô, như bài tin mừng hôm nay đã nhắn nhủ chúng ta. Đức Kitô thấy đông đảo dân chúng đến với Ngài thì Ngài chạy lòng thương. Ngài yêu cầu các môn đệ cầu nguyện để xin chủ mùa gặt sai thợ đến gặt lúa của Ngài về. Rồi cũng ít là hai lần Đức Kitô thấy đông đảo dân chúng theo Ngài mà trời đã về chiều. Ngài hỏi các môn đệ, chúng ta lấy gì cho họ ăn? Và chính Ngài đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám dân chúng đó. Vì thừa tác vụ linh mục sẽ giúp hoàn thành lễ tế thiêng liêng của các tín hữu hiệp cùng lễ tế của Đức Kitô. Do đó các con phải ý thức việc các con làm phải noi theo điều các con thực hiện, nghĩa là khi cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, các con phải cố gắng chế ngự thân xác khỏi nết xấu và tiến bước trong đời sống mới mà hôm nay các con bắt đầu bước vào. Cũng theo Đức Thánh Cha Francisco, Chúa muốn chúng ta nên thánh thực sự, chứ không muốn chúng ta hài lòng với cuộc sống tầm thường, tà tà, nhạt nhẽo. Ngài viết, các con cũng cần nhìn toàn bộ cuộc đời mình như một sứ vụ. Hãy gắng thi hành sứ vụ đó bằng cách lắng nghe lời Thiên Chúa trong cầu nguyện và nhận ra những dấu chỉ mà Ngài trao ban cho các con. Mọi lúc và mọi quyết định trong cuộc đời, hãy luôn hỏi Chúa Thánh Thần để biết Chúa Giêsu đang mong chờ gì nơi các con, để thấy được vai trò của nó trong sứ vụ mà các con lãnh nhận. Hãy để Chúa Thánh Thần rèn đúc nơi các con mầu nhiệm của cuộc sống, một mầu nhiệm có thể phản chiếu Đức Giêsu trong thế giới hôm nay. Cuối cùng, không phải tình cờ hay vô lý mà Chúa trao tác vụ linh mục cho các con tại mảnh đất chữ S này, trong một thời điểm lịch sử rất đặc biệt, trong một giai đoạn nhiễu nhương của đất nước. Chúng ta biết rằng tin mừng không đồng hóa với bất cứ nền văn hóa nào, chế độ chính trị hay nền kinh tế nào. Chúng ta cũng không cần một mảnh đất riêng để nơi đó tin mừng mới có thể sống. Nhưng nhiệm vụ của người Kitô hữu, đặc biệt của các tu sĩ và linh mục, là phải sống và loan báo tin mừng ở mọi thời mọi nơi, trên mọi mảnh đất mà Chúa mời gọi chúng ta, Chúa cho chúng ta sinh ra
hãy Chúa gửi chúng ta đến. Chúng ta phải rao giảng tin mừng khi gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hay khi không có thiên thời, địa lợi và nhân thì bất hòa. Nhất là chúng ta phải đồng lao cộng khổ, dấn thân nhập cuộc với đất nước và quê hương chúng ta được sinh ra hay được mời gọi để đảm nhận công tác loan báo tin mừng. Thật vậy, không ai có thể rao giảng tin mừng tại Việt Nam hôm nay mà hoàn toàn khoanh tay đứng ngoài cuộc, thản nhiên nhìn vận nước nổi trôi, lợi ích nhóm thao túng, ngoại bang đe dọa chủ quyền và người dân khốn khổ bởi vì bị áp bức. Phải chăng như Công đồng Vatican II đã định hướng, nỗi vui, nỗi buồn của con người Việt Nam hôm nay cũng phải là nỗi vui, nỗi buồn của người Kitô hữu. Không có gì đích thực nhân loại và đích thực dân tộc mà lại không có âm vang nơi cõi lòng người môn đệ Đức Kitô. Ước mong rằng qua nghi thức trao ban thừa tác vụ linh mục hôm nay, Chúa Thánh Thần sẽ trao ban cho các con những ơn đặc biệt để sống, để hoạt động với tư cách là tu sĩ đa minh, với tư cách là người linh mục của Chúa trong thời khắc đặc biệt của quê hương và đất nước chúng ta. Xin Chúa cho các con luôn can đảm, dũng mãnh để dù đi đâu, ở đâu vẫn sống, hành động, suy tư và có cung cách cuộc sống như con người của tin mừng, khiêm nhường, nhân hòa, nhân ái, liên đới, nhưng mà luôn luôn bất khóc, luôn luôn bất khuất, và nói theo kiểu Thánh Luca, luôn luôn ngừng cao đầu. Xin Chúa chúc lành cho các con, và xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn dân Chúa đang về đây để cầu nguyện đặc biệt cho 10 phó tế này. Amen.